Hello, chào các bạn đã trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để mà giải đáp thắc mắc cho các bạn. Tại vì các bạn comment rất là nhiều mà mình không trả lời được ha. Mình sẽ tổng hợp lại những cái câu hỏi nào mà cần thiết và cũng như là quan trọng để mà mình trả lời cho các bạn. Rồi, mình sẽ bắt tay vào video nào. Rồi, tất cả các cửa hàng xe máy, mình nhấn mạnh nha, tất cả các cửa hàng xe máy nha đều bán trả góp nha các bạn. Vì cái tính cạnh tranh nên chắc chắn cửa hàng nào cũng phải có trả góp. Thì những cái cửa hàng trả góp thì các bạn cần thủ tục gì? Thứ nhất là chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân hoặc bằng lái nha các bạn. Đó, thì hai cái đó, một trong hai thì các bạn có thể lựa chọn ha. Còn cái phần mà lãi suất á, thì các bạn phải gọi trực tiếp tới cửa hàng, người ta sẽ tư vấn cho các bạn một cách cụ thể và nó chính xác hơn. Vì cái vấn đề các bạn có thể là xem cái video này tại thời điểm hiện tại, nhưng mà các bạn thời điểm sau cùng á thì các bạn tới mua thì nó sẽ khác nha. Cái lãi suất càng ngày nó càng giảm và nó sẽ thay đổi liên tục, nên các bạn cần phải liên hệ trực tiếp với cửa hàng. Và mình có để số điện thoại trong phần mô tả, nếu các bạn cần mua bên Minh Long thì các bạn gọi bên Minh Long, còn các bạn mà muốn mua cái giá nó tốt hơn á mà rẻ hơn nữa thì cái cửa hàng mà bữa mình có đăng video á ở Bình Dương á thì nó cũng rẻ hơn, nhưng mà các bạn sẽ cực và các bạn sẽ đi xa hơn chút xíu bạn mua đó. Nhưng mà tùy theo cái phần mà các bạn muốn giá rẻ hoặc là giá nó sẽ cao hơn xíu thì các bạn chọn lựa chọn ha. Tiếp tục là các bạn hỏi là tiền đồ chơi R15V3 tầm khoảng bao nhiêu tiền ha. Thì những cái video mình có đăng rất là nhiều rồi. Cái đồ chơi mà của R15V3 thì rất là đa dạng các bạn. Từ bô chống đổ, chắn bùng, tới dán bình xăng, cũng như là tay côn tay thắng gì đó. Đó, rất là nhiều. Thì các bạn muốn mua ở cái địa chỉ mà mua xe và đổ luôn tại chỗ đó thì chắc chắn nó giá nó sẽ có chênh lệch nha các bạn. Có nghĩa là giá nó sẽ cao, cũng có cao và cũng có thấp tùy theo cái món đồ ha. Còn các bạn mà muốn rẻ nữa thì các bạn phải tìm tới những cái chỗ mà mình quen á, mình đổ xe từng món mà mình thích, nhưng mà từng những cái món đó mình phải nghiên cứu để coi giá nó như thế nào, nó có cao hơn những cái chỗ khác hay không, thì lúc đó mình sẽ đổ thì nó sẽ rẻ hơn. Hoặc là những đồ chơi mà nó sẽ đồ phách nha các bạn, đồ phách không phải loại một nha. Cái đó có nghĩa là đồ chơi nó hàng loại một nó khác, còn đồ chơi hàng loại 2, loại 3 gì đó thì nó sẽ mau chóc sơn hoặc là nó không tốt thì giá nó sẽ rẻ hơn. Cái đó là tùy các bạn thôi. Đó, thì mình thấy là những cái đồ chơi của bên cửa hàng bên Minh Long thấy ok á, các bạn có thể là tới đó mình lắp luôn hoặc đổ, hoặc là Saigon Smart Beat nha các bạn, ở Sala khu quận 2 á thì thấy cũng ok nhưng mà giá cao. Những cái đồ đó là những đồ chơi xe phân khối lớn cũng như là phân khối nhỏ luôn á. Đó, rồi đây là 15V3. Hiện tại thì các bạn tiêu chuẩn các bạn nó rơi vào tầm khoảng 74 triệu nha các bạn, đã có VAT thì các bạn chỉ cần bỏ tiền ra là biển số nữa là mình có thể lấy xe về được. Ngoài ra thì cái bản Sprinter đó các bạn thì nó làm tầm khoảng 76 triệu, chưa có biển số. Các bạn mà muốn làm biển số thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn phải cộng từ 6 tới 7 triệu nha các bạn. Thì cái biển số bây giờ nó đã mắc hơn những cái tỉnh khác rồi từ lâu rồi, nhưng mà cái vấn đề là cái biển số thành phố nó sẽ mắc hơn cái thời điểm cách đây 1-2 năm, nên các bạn phải biết được cái thông số này ha. Đó, tiếp tục câu hỏi đó là bao giờ R15 có ABS nha các bạn. Thì các bạn cũng biết là R15 sẽ có ABS và phiên bản đó là phiên bản tiếp theo của R15 nha các bạn. Cái này là một cái thông tin rất là ok mà và rất là tin tưởng luôn các bạn ha, của người quen. Rồi, cái ABS này nó đã có bên sẵn bên Ấn Độ rồi, nhưng mà người ta đã cắt bớt cái phục upside down, nên cái phần mà ABS này á thì đã có từ lâu rồi bên nước khác. Nhưng mà cái phiên bản của mình mà nếu mà có ABS và phục upside down luôn á ở phiên bản mới này á thì chắc chắn nó sẽ giá nó cao hơn nha các bạn. Các bạn phải chấp nhận, tại vì mình muốn những cái đồ tốt, đồ xịn thì chắc chắn giá nó phải cao. Thì lúc đó nhà sản xuất người ta làm ra những cái món đồ như vậy thì người ta phải bỏ công và bỏ những cái vật liệu ra thì người ta làm, thì chắc chắn giá sẽ cao hơn phiên bản cũ của nó. Đó, thì các bạn sẽ có một cái phiên bản ABS các bạn sẽ rất là đang mong chờ nha. Đó, rồi R15 các bạn cũng biết là cái chiều cao yên nó hơi cao nha các bạn, thì nó rất là kén người chạy. Đó, thì nó sẽ mình sẽ đưa vào một cái mức tiêu chuẩn là 1m6 trở lên thì sẽ ngồi được nha các bạn, ngồi được thôi nha, trên 1m6 thì sẽ ngồi được thôi. Nếu mà các bạn muốn ngồi thoải mái ok nữa thì các bạn chắc chắn là phải 1m7 trở lên thì nó sẽ ngồi và chống chân nó sẽ ok hơn, còn 1m6 thì chắc chắn nó sẽ hơi nhón chút xíu đó.
Thì cái đó là mình đưa ra một cái tiêu chuẩn để các bạn có thể là nhắm từ cột mốc đó, các bạn có thể biết được mình có ngồi được hay không ha. Rồi các bạn ở miền Bắc hoặc là các tỉnh khác á, các bạn muốn mua xe thì chắc chắn người ta phải ship xe về cho các bạn, thì các bạn phải gọi tới cửa hàng. Thì những cái địa chỉ giống như là cái số điện thoại á, thì mình sẽ lên cái Facebook đó các bạn search cái tên là xe máy Minh Long với các bạn, Minh Long Mô Tô á, thì các bạn coi những cái địa chỉ nào gần mình thì mình mua. Còn nếu mà các bạn ở ngoài tỉnh miền Bắc á, thì các bạn hãy gọi những cái chi nhánh mà ở ngoài Huế đó các bạn, thì người ta sẽ có thể là vận chuyển xe về cho các bạn ở ngoài Hà Nội hay miền Bắc đó, thì nó sẽ tiện lợi hơn. Thì cái giá xe ship xe thì cũng rẻ thôi các bạn, từ 1 đến 2 triệu thôi, thì các bạn sẽ hỏi người ta chính xác hơn đó. Thì mình sẽ cho các bạn muốn nào muốn mua xe ở từ xa ha, rất là dễ dàng. Sẵn đây mình sẽ cập nhật cái giá của con CBR150 cho các bạn luôn. Thì CBR150 thì các bạn tiêu chuẩn của tiêu chuẩn nha các bạn là nó sẽ tầm 78 triệu chưa có biển số. Nếu các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ cộng từ 6 đến 7 triệu nha, tùy theo phiên bản ha. Còn cái phiên bản thứ hai đó là phiên bản ABS đó các bạn. Thì phiên bản này sẽ mắc hơn 10 triệu, đó là 88 triệu. Thì phiên bản ABS thì các bạn cũng biết là nó sẽ an toàn hơn khi các bạn đi trời mưa, hay các bạn có thể là đi thắng cấp, ví dụ như các bạn gặp chướng ngại vật á, thì cái phanh ABS này á, nó sẽ chủ động, nó sẽ thắng hỗ trợ cho các bạn, giúp các bạn sẽ không bị trợt bánh nha các bạn, không bị thắng mà không bị lết bánh á. Thì lúc đó sẽ xe nó sẽ từ từ sẽ giảm tốc độ dần cho các bạn, thì lúc đó mình sẽ đi cảm giác nó sẽ an toàn hơn. Thì cái phanh ABS này nó cũng đã trang bị cho cái con Honda của nó cũng rất là ok, đó là con Winner X nha các bạn. Thì con này mình cũng đã trải nghiệm thử rồi, thì cái phanh ABS nó rất là ok, thắng rất là hiệu quả đó. Rồi tiếp đến là cái coi dòng mà Suzuki GXR150. Mình cũng sẽ điểm qua những cái dòng 150 mà sport bike nha các bạn. Thì đây cũng là một con sport bike cạnh tranh của Yamaha và với lại con CBR của Honda. Thì ở phiên bản mới này á, thì Suzuki GXR150 thì bán với giá là 69 68 đến 69 triệu nha các bạn, phiên bản CBS là không có ABS á. Còn phiên bản ABS thì nó sẽ tầm khoảng là 72 73 triệu. Đó, này chưa có biển số thì các bạn ở tỉnh thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ cộng cái phí làm biển số và phí trước bạ vào, thì lúc đó nó sẽ ra hoàn thiện một cái xe có biển số nha các bạn. Đó. Rồi, cái câu hỏi cuối cùng đó là giữa MT15 và R15 thì mình nên chọn cái phiên bản nào hay các bạn. Thì MT15 thì các bạn biết nó là naked bike, thì nó sẽ chú trọng đến cái việc mà các bạn là đi phố này, đi tour hoặc là đi dạo chơi một cách thoải mái hơn, tại vì cái dáng ngồi của nó là naked bike, nó sẽ thoải mái hơn, nó không bị chồm về phía trước, cũng không làm cho mình mất thoải mái. Còn cái con R15 thì các bạn cũng biết nó là thường sport nên ngồi nó sẽ dễ bị mỏi lưng hay các bạn đó. Nhưng mà cái chiều cao yên của hai con này thì rất là cao nha các bạn phải tầm 1m7 trở lên thì sẽ không, nó sẽ đỡ hơn, nó ok hơn. Còn từ 1m6 đến 1m65 thì nó sẽ hơi bị nhón cái chân nha các bạn. Đó thì các bạn nên cân nhắc. Hiện tại thì MT15 này được bán với giá là 76 triệu. Đây là phiên bản được nhập trực tiếp từ Indo nha các bạn. Còn phiên bản màu xanh này các bạn nhìn coi trước mặt đó, đó là phiên bản của thằng chính hãng nên sẽ giá nó sẽ cao các bạn, 79 triệu nha. Đó. Thì MT15 và R15 V3 nó sẽ giống nhau về động cơ, giống nhau về động cơ thôi nha, công suất có thể là nhỉnh hơn chút xíu hoặc là thấp hơn chút xíu đó. Nhưng mà được một cái là nó sẽ chung một cái dòng máy là VVA nên các bạn nó sẽ cải thiện được nước hậu cũng như là nước đề nha các bạn đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ video để ủng hộ mình. Hẹn các bạn vào một video tiếp theo. Rồi, chào các bạn.